Xin chào quý vị và các bạn. Đường vành đai 4 đi qua địa phận huyện Thanh Oai có tổng chiều dài là 7,9 km, đi qua địa bàn 6 xã, trong đó xã Bích Hòa 2,1 km, xã Cự Khê 2 km, xã Bình Minh 0,28 km, xã Tam Hưng 0,98 km, xã Mỹ Hưng 1,44 km và xã Thanh Thủy 1,1 km. Hiện tại, nhà thầu tổ chức thi công tại tất cả các xã trên, tại khu vực xã Cự Khê và xã Mỹ Hưng vẫn chưa giải phóng mặt bằng. Phía trước là địa phận quận Hà Đông, đường vành đai 4 đi qua địa phận Thanh Oai bắt đầu từ xã Bích Hòa và kết thúc tại xã Thanh Thủy, rồi đi qua cầu đen thuộc xã Khánh Hà, địa phận Thường Tín. Tại đây, nhà thầu tập trung xử lý nền đất yếu bằng phương pháp bấc thấm. Một số đoạn đang trong quá trình bóc lớp đất màu, tạo khuôn đường. Sau đây là những hình ảnh về tiến độ đường vành đai 4 chạy qua địa phận huyện Thanh Oai. Mời quý vị và các bạn cùng xem.